Xin chào đại gia đình. Hôm nay mình vô bếp của mình lại nhưng mà bếp ngoài xanh. Tại sẵn mình mới vừa làm xong sá tế rồi đó nên thôi ở ngoài này luôn. Đây em có luộc mấy con ốc cho em nè, ốc luộc lá chanh, ốc luộc lá chanh, mắm gừng. Đây cá kèo này, cá kèo em sẽ làm bữa nay em ướp muối ớt. Cá kèo nướng muối ớt hả? Và có lý rồi ta. Trời, mở đó ra thơm quá anh hả, thơm xả ghê luôn. Ừ. Nha, ở đây mình có muỗng muối ớt, rồi cái này là bột tỏi nè. Đó. Công thức thì cũng đơn giản thôi ha. Dạ, cái này đơn giản, quan trọng là lúc cái nước chấm á, chấm me. Nói thế thôi chảy nước miếng. Vô bếp là bắt đầu bài rồi nghe nha. Vậy đó, rồi cái mình để chút cơm nó thấm. Nó thấm hả? Dạ. Yeah. Cái này là bột tỏi. Mình dùng tỏi bột á thì nó ấy ha. Rồi, thì đây mình có đậu bắp luôn, mình nướng mình ăn kèm. Tối nay là mình ăn cá kèo ha. Uống lạ lạ này cũng ngon nha. Cá kèo muối muối ớt đi. Đổi món ha. Dạ, rồi. Cái em cái... Rồi, bây giờ để anh phụ bà xã anh ra ngoài anh lo cái nồi than cho nó cháy lên hả? Dạ, mở cái nồi than đi. Rồi, ok em. Có lý bà xã. Em làm chứ em thấy là em không thể bỏ qua. Sao mà mình mê ốc, mê mấy cái ốc gà này kia, nhưng mà mê ốc hơn. Ốc hương. Thì cái này là nước mắm me ha. Mình cho là hai muỗng mật ong bột vô trong đây với một muỗng me. Đây là gừng. Thôi lấy nước mắm kẹo mình đi. Nước mắm kẹo làm muốn kèo kèo ha. Dạ, bỏ ở trong nhà hả? Đây, có sẵn rồi nè. Bỏ này bỏ ớt bột cái ngon. Ừ. Em cũng bỏ đây một chút. Đó. Ớt này thì ớt mình mua mình làm sao tê ấy cả nhà. Đó. Anh biết sao anh nói lấy mắm kẹo. Mắm kẹo anh khỏi bỏ đường, khỏi gì nữa hết trơn á. Vậy là nó được rồi. Cái mắm kẹo của mình đây. Tới mùa hè có cái gian bếp ngoài này cũng thoải mái lắm. À, ra ngoài này đứng mình chiều lại nó mát. Mình hấp dẫn ghê luôn. Nước mắm á, mình phải bỏ vô tủ lạnh nó mới kẹo nha. Tại vì trời giờ nóng á, anh để ngoài vậy chứ nó không kẹo. Mà anh để vô trong tủ lạnh nó kẹo. Dạ, kẹo lại luôn á. Nước mắm này rất là dễ ăn. Nhiều khi mình lấy mình pha, mình làm cá nướng, rồi mình làm cá kho rồi luôn cũng được. Dễ. Đó, em có hấp dẫn không? Mắm me rồi nè. Ừ. Đó, xong mắm me. Bây giờ mắm mắm gừng của em thì em phải có miếng chanh. Mắm gừng thì mình ăn với lại cái ốc hương đó không? Ừ. Cái này tỏi với gừng rồi mình làm xong rồi. Đó. Rồi. dắt cái này mà chả nhức miếng. Rồi. Sao? Như đây là đủ rồi. Rồi. Em bỏ trở vô tủ lạnh lại. Hôm nay khoe với đại gia đình của mình nè. Cây ớt này chính bằng tay của năm nhà ta trồng mà.
Đó, trái thấy dữ dằn không? Dạ, nhiêu đây xào được hũ sắp tới. Ừ. Đó, đây sản phẩm của năm đó. Cà chua cũng ra trái, đừng thấy không? Dạ, mà cái cà chua này nè, đúng ra em mua là em mua cái trái nhỏ xíu. Ừ. Mà bây giờ người ta cấm cái bản lộn á. Ra trái ra trái lớn hả? Dạ, em mua trái xí thôi mà giờ nó thành ra cái trái lớn. Ừ. À, thấy không? Trái bự. Wow, không trái bự ghê. Em thích cái trái mà ăn sống á. À. Còn cái trái này á là nó dài cá gan vậy nè, nó giống như trái cà tím vậy đó. Ồ vậy đó. Nhưng mà nó màu vàng. Nó cũng cà chua luôn mà. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó màu vàng mà nó dài như trái cà tím vậy đó. Nhưng mà sao cũng không biết sao có bị lộn không. Em thấy là lấy không. Rồi, để anh lấy cá keo đó hả? Đó, bếp than bây giờ đã bừng hồng lên rồi. Lửa này nướng hết sảy luôn. Đó. Này là đưa em cá kèo lấy nữa là xong luôn. Ừ. Wow. Ngon quá. Lấy cá kèo nha. Ok. Đó, hôm nay hai vợ chồng ăn muốn rất là đơn giản mà rất là ngon. quê hương muốn hương đồng cỏ nội đó em. Hương đồng cỏ nội đúng rồi. Điều ở Việt Nam thì được một cái là cá kèo bắt sống. Còn mình ở đây thì cá kèo mua phải đông đa. Nhưng mà cũng có may mắn là cũng có mua, cũng có. Có được là ngon rồi bà xã. Hôm nay thời tiết ở Chicago thì rất là nóng. Nhưng bây giờ chiều chiều lại thì có chút đỉnh gió nó mát nè. Thơm quá bà xã ơi. Kiểu này mà mấy người đi ngang qua hàng xóm đó. Lúc nào người ta cũng hỏi hai vợ chồng ngày nào cũng làm cái gì mà thấy nó thơm hoài. Mấy người Mỹ này người ta cũng nhiều chuyện lắm. Ta hỏi hoài à. Nhất là những người mà hơi lớn đó các bạn. Ừ. Có nhiều người nói thẳng luôn á, có bán không người ta mua. Là có đó. Hai vợ chồng làm ăn chơi vui. Ngon quá, vậy á, ta nói vậy đó. Ừ. Nghe mùi thơm á. Smell good nữa hả? Không, anh biết sao không? Sao? Mấy cái kia thì ta thấy chứ còn mấy con nhỏ nhỏ này ta không thích đâu. Ừ. Mỹ thì người ta thích thịt, nướng thịt barbecue biết không? Chứ còn cá này thì... Đồ, nó thơm sợ ơi. Thơm ha? Nó thơm quá tại gia đình mình ơi. Rồi, chăn chờ gì nữa bà xã? Rồi. Phải lấy ghế. Để anh sạn ghế rồi ra nha. Dạ, em đi lấy chút xíu rau, đồ trang trí một chút. Ok. Mình ăn lại cái món này, cái tự nhiên nhớ tới quê hương. Nhớ ở quê hương, cái chiều chiều mấy anh em, năm ba anh em, chiều chiều đi làm về cái ngồi sau khu vườn. Tại vì mình cũng cuộc sống nhà dưới quê đó, các bạn. Cho nên mấy anh em thích ăn những cái món mà ngoài trời như vậy nè. Ở nhà Việt Nam thì anh em có cái chòi, một cái chòi đó, cái bắt đầu cái chiều chiều lại có 4-5 anh em nướng cá, rồi nướng những cái món mà mình yêu thích đó. Anh đã thấy vậy được chưa bà xã? Chưa đâu xã, nướng cho anh ấy thôi mới ngon. Cho đấy luôn hả? À. Mới trở qua đó. Mới trở hả? Good. Mình cũng làm lên nuôi bữa chứ. Rồi, nhường ngôi lại cho em đi ha. Nó ok rồi. Ừ. Cắt kèo thì lại đi với rau răm. Mình đi cắt rau răm mình rửa để mình để lên dĩa thôi chứ. Chứ để nhiều quá phí. Như mùa hè thì phí vậy đó, chứ mùa đông là thôi. Để dành bớt em. Dạ, để dành bớt. Ok, vậy để bỏ túi lạnh. Bỏ thao giùm em đi. Rồi. Em đang có cái thao ngâm nước. Qua đây coi cái này cho. Quả này ngon đó nha. Ngon. Chín rồi đây. Cái này em phải bỏ bên góc bên này để nướng ha. Đúng rồi. Rồi cái tô này bỏ bên đây, thằng này xịt lên chút xíu.
cho nên nó có cái chỗ trung gian để cho anh dễ cá kèo. Này thì bỏ đây đi. Wow, cái này ngon quá rồi, thơm quá đi. Quá ngon luôn các bạn. Hay quá, không ngờ. Giờ siêu đầu bếp cô Năm. Có bàn tay phù thủy cô Năm là xong hết. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của vợ chồng Bình Huỳnh hôm nay các bạn ơi. Lâu lắm rồi, 4-5 ngày nay vợ chồng nhớ đại gia đình mình quá. Mình phải rất là bận rộn trong mấy ngày vừa qua. Rồi bà xã cũng hôm nay cái chân thì đỡ hẳn rồi đó. Cũng phải còn khoảng một vài phần trăm thôi. Rất là mừng. Đó, rồi mấy ngày vừa rồi thì hai vợ chồng cũng nghỉ ngơi liên tục. Ngay cái ngày holiday vừa rồi, cái ngày July 4 đó các bạn, bên Mỹ gọi là cái lễ độc lập đó. Giờ hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi thì mình cũng không có đi chơi đâu hết. Thường mấy cái lễ này nè, là hai vợ chồng sẽ đi thăm người này người kia để chơi với bạn bè, em hả? Nhưng mà từ cái năm này thì bà xã bị cái chân như vậy đó. Thôi mình, hai vợ chồng ở nhà cũng hủ hỉ, nấu nướng về đó rồi mình cũng không có thời gian để lên video để chào hỏi đại gia đình của mình. Vì hôm nay hai vợ chồng quyết định là sáng hôm nay mình đưa bà xã đi chợ. Rồi bà xã mới hỏi anh thích cái món gì. Mình nói tự nhiên sao mình thấy mà lâu quá mình ăn thịt ăn cá kèo. Bà xã thường thường á là nói Bình Huỳnh là ăn cá kèo là thường thường nấu cá kèo, chứ không phải là cá kèo là nướng muối như thế này đâu. Nhưng mà mình không ngờ bà xã làm cái món này ra cho mình, cảm thấy rất là vui. Thử một con rồi đó nha. Ngồi ở đây thì mấy cái đĩa này nó hơi bay bay, đúng là mình lấy cái đĩa kia. Kệ lên, kệ ăn cái mình bỏ luôn. Ừ. Anh phải nếp vô với cái mắm me á. Tại vì rồi xin mời đại gia đình của Bình Huỳnh vào bàn cùng thưởng thức với vợ chồng mình món này nha. Tiên tiên tiên. giống nhà hàng nghe. Anh ghét cái này nó bay. À, được rồi, để. Anh có đồ anh để lên nữa hết bay à. Tại nó đang ở không á. Rồi, ngon quá, anh làm thử cái để cho đại gia đình của mình cũng muốn xem Bình Huỳnh ăn cái con cá kèo này em sao. Em thì lại muốn ăn con ốc liền. Xin mời. Wow. Ngon phải không? Còn gì bằng nữa bà xã? Này hết thảy luôn. Đừng em ơi, kêu em làm nữa nha. Mấy cái cây que này đó các bạn, khi trước khi làm đó thì mình nghĩ chắc cũng có nhiều người biết mà cũng nhiều người không. Cái này mình ăn cái mình ăn hết xương luôn, xương nó mềm lắm, có cái gì cái này hết. Mỗi lần mà mình ghim như vậy nè thì mình phải đem ngâm cái que này trước, mình ngâm mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nếu mình có ý định mình làm đó là sáng hốt dục ra ngâm vô thau nước đi, là nó không bị cháy. Wow, ngon quá em. Thank you bà xã. Thơm phức luôn. Mấy người đi đường họ đói bụng luôn. Mình bỏ cái miếng chỗ khác nghe đuôi á. Cái cá kèo này mình thích nhất á, là cái có bụng. Một cái điểm á là mình ăn cái bụng của nó. Nó có cái vị nhẫn. Cho nên mình ăn nó mình không cái này nó không sợ xương. Mà khi mình đã nướng này như thế này nữa, thì xương rất là mềm á. Ngon quá. Quá thật ngon. Hồi trước á, mình mua một dĩ như bây giờ á, là chỉ có 4 đồng à. Mà bữa nay mình phải trả 6 đồng mấy. 6 đồng mấy luôn. Giá bây giờ là có khoảng mười mấy con à, một bịch đó có mười mấy. Rồi bây giờ để anh thử coi em. Anh cái này mắm me thì cái này thì nói chung là ai cũng chấm hết rồi phải không? Yeah. Bây giờ anh muốn chấm thử qua cái món gừng nữa coi. Thấy không? Anh coi thử nó có khác gì không? Cái đó anh thử nha. Ok. Chứ còn cái đó là đúng là mắm me. Cái này chơi hơi phản khoa học xíu ha. Phản khoa học. Lấy cái ly
đến đây luôn. Rồi bây giờ Bình Huỳnh thử qua cái chấm mắm gừng. Có hồi nãy giờ quên chở rượu que, có đậu bắp của em, chị trái mà. Hôm nay vui quá, mấy ngày không gặp mọi người cái bị lung tung thấy không? Nó nhỏ mà bị già. Không bắp em. Không ngon. Không ngon. Ta đã làm như vậy là phải như vậy rồi, đừng có phải chấm mắm me thôi. Chứ còn mình chấm mắm gừng là mình bị phản khoa học. Cũng được. Nâu đó nó đàng hoàng. Đúng vậy. Nâu như đó nữa rồi. Vào con này là hấp dẫn lắm nè. Mỗi lần Bình Huỳnh ra đây mùa hè như vậy và khí hậu và xung quanh cây cối rồi bầu trời xanh rồi chim hót như vậy đó, rất là nhớ quê hương. Thứ nhất là nhớ anh em, nhớ những người thân yêu, rồi những cái hình ảnh của quê hương Việt Nam của mình. Chiều chiều lại khi mỗi lần mình về Việt Nam cũng vậy, cứ làm gì làm là chiều lại là mấy anh em. Sáng dậy thì các em mình ai cũng có công ăn việc làm hết rồi, chạy đi lo những công việc. Chiều lại như thế này đây là mấy anh em hú hí với nhau em hả? Mỗi đứa một trách nhiệm. Tên thì đi chợ, tên thì đi vậy, với nhà mình được rửa nhiều, anh em thanh niên nhiều. Còn mấy cô em dâu thì các em cũng bận bịu lắm. Đó, sau cái giờ làm việc cũng vẫn bận bịu luôn, là cho mấy cháu nhỏ học hành về rồi tắm rửa rồi cơm nước cho các em thấy không? Rồi mấy anh em tụ họp lại nướng mấy cái này vậy đấy, ốc hương ốc đồ vậy đó. Ngồi tâm sự. Mình thấy rất là hạnh phúc. Công nhận bữa nay nhóm lửa ngon quá. Cái than đợt này mua ấy nè. Cái đợt trước á, anh mua cái than hơi bị dở phải không? Bị lộn phải không? Cái than này ngon. Mình mua than này mình cũng mua than natural. Ủa xã này giờ chưa ăn cái này ta? Đó, em phải dở mấy cá để nó đến làm thêm cái nè. Đó. Đấy đi em. Chấm me rồi anh? Chấm me rồi, làm xong. Ngon quá. Cái nước mắm kêu kệ ông làm á, không còn chỗ nào để chê nữa, phải không? Nó phối hợp với cái tổng vị đây nè. Nó vừa có me mà em pha chế của cái cách của em làm á. Nó không có vị chua quá. Rồi cái nước mắm kêu kẹo nó có một cái vị hơi mặn mặn ngọt ngọt á. Rồi nó tổng hợp với nhau rồi cộng thêm cái ớt của Hàn Quốc mà em nói là cái ớt mà em làm sa tế đó. Nó cay cay rồi nó cộng thêm cái cá kèo Việt Nam mình nữa. Tươi rối nữa. Quá ngon luôn. Cái này em me mình mua me bột á, me trong keo trong chai á. Thôi rồi xong đây, em chờ nãy giờ đây. Mình thú thật với cả nhà là cái món cá keo này nè, bà xã làm. Nếu mà đưa cá keo cho bà xã đó thì bà xã làm rất rất là nhiều món, mà hầu như cái món nào á thì mình ăn, mỗi lần ăn là mình ăn hết cơm luôn. À, cái món đầu tiên mà mình thích là cái món mà em nấu canh ngót á. Cá kèo nấu rau răm. Nấu rau răm. Wow. Các bạn ơi, ăn coi như là quen thôi. Rồi cái món cá kèo thứ hai nữa đó là cái cá kèo mà em kho, em cái kiểu mà em kho mà kho riêng, kho mà sắc súc á. À, kho tiêu. Kho tiêu. Cá kèo kho tiêu. Kho tiêu rau răm. Cái món đó là mình ăn coi như là liên tục mấy ngày cũng không sao hết, bởi vì cá kèo nó muốn ngán. Rồi nó làm cho mình hấp dẫn lên. Rồi cái món thứ ba nữa đó, cái thứ tư nữa đó là cái món cá kèo
lẩu cá kèo. Lẩu cá kèo. Wow. Rồi đây là món thứ tư. Không, mình ăn gì ăn là có ốc cho mình là ngon. Hồi về Việt Nam cái bước xuống sân bay rồi cái là tối lại là cháu trai chở đi liền, chở đi ăn ốc liền. Phải nói lại đó giống như cái chợ ốc vậy đó, ngon cái sợ. Ê, mỗi lần về Việt Nam mình thấy em sướng nhất. Mấy cháu rồi chở đi nào chú lấy rồi dành nhau chở đi hả? Chở đi ăn. Mà giờ chắc về cũng không có được mà mấy người chở nữa đâu. Tại vì có công chuyện quá trời rồi, làm quá trời. Rồi anh về Việt Nam á, thì mấy chị em bạn dâu với nhau rất là hạnh phúc, rất là vui. Mà anh về á, tội nghiệp các em dâu. Ăn rồi cái mấy anh em được rửa quanh đó, cứ hàng viên rồi cái chiều lại để dâm di một bài chai bia vậy đó em. À, mấy cô kia thì lúc nào cũng lo bằng công việc rồi tối lại với mấy anh em ăn uống thì chứ cũng không có đi chơi đâu, không có đi du lịch đi chơi. Wow, ngon quá. Chắc lẽ các bạn nói sao mà chú lúc nào chú ăn có nhiều em cháu với lại cô chú nói cho chú Bình là lúc nào cũng khen hết trơn, mà khen thiệt các bạn ơi, bởi vì nó ngon, nó vừa miệng của mình, không chê vào đâu được. Mình đậu bắp cũng ngon. Quá vừa miệng không? Cùng quá cái nước mắm này. Nha, nước mắm pha các bạn pha giống như mình vậy đó. Hồi nãy em múc ra giá đó hả, thì tùy thôi, mình ăn nhiều ít. Rồi me, mình múc một muỗng me, rồi cái mình không có xài đường. Thay vì trong, nếu mà đại gia đình mình có thể là ăn hơi đậm đà hơn mình chút cũng có thể. Thì khỏi thêm mật ong, khỏi thêm đường. Cái nước mắm kẹo đó đổ ra, rồi cái ớt với me, rồi mắm kẹo quậy lên cho sệt lại. Rồi còn nếu mà mình ăn ớt trái, mà này thường thường ta làm ớt khô thì nó nhiều hơn là ớt trái. Với lại thêm cái này nữa nè, cho mình nói luôn, bởi vì khi mà mình đã ăn á thì ngồi đây cho các bạn và cô chú anh chị với các em cháu đó chỉ có xem qua Bình Huỳnh qua cái video trong cái kênh YouTube thôi, chứ còn không có thấy được cái ẩm thực thực sự ở ngoài đời. Và khi các bạn đã bỏ vào miệng của mình và ăn á, thì mình mới thấy cái giá trị và cái ngon đúng chuẩn của nó. Là để Bình Huỳnh nói thêm cái này nè. Hơn nhau cái tài mà pha chế nêm nếm. Bởi vì khi bà xã đã bỏ cái muối này lên trên này rồi, thì cái con cá kèo này nó hơi có cái vị mặn rồi. Đó. Cho nên cái nước mắm me này đó mình cũng không có cần mà để làm cho nó mặn lắm, để làm cái gì chua, nó chỉ có một cái vị hơi chua chua thôi, chứ đừng có chua quá. Chua thường á. Thường mà chua quá ăn cũng không có ngon. Yeah. Chua theo cái kiểu mà nó có cái vị chua, mà cái vị chua đó nó làm cho mình hấp dẫn, mình nó lôi kéo mình muốn ăn hoài luôn. Rồi cộng thêm nó có cái vị cay thì nó không có cay quá, nó cay vừa tầm. Nếu như các bạn thích ăn cay đó thì các bạn bỏ thêm một chút đỉnh ớt nữa. Nếu mà có thêm chút đỉnh ớt sa tế của cô Năm nữa thì vui luôn. Cái đó mình nói đùa chơi chút xíu. Thì đại khái cái công thức nó như vậy các bạn. Rồi nó sẽ hỗn hợp trở lại hết. Ra một cái món ăn tuyệt vời. Hay là cô Năm mở quán cô Năm? Hả? Mở quán đây nè, bán trước nhà nè. Treo bảng đi ha. Treo cái bảng lên bán cho mấy người trong neighborhood của mình đó. Để cái bảng là coi như là cá kèo cô Năm. Chưa, Mỹ không ế thấy không thôi. Không, Việt Nam mình đồn mấy anh em chạy tới. Ế, trong đây bờ. Để dài cái bàn thôi, hiểu không? Thì cái cá kèo này mình nướng á, nó cũng có rườm rà gì. Từ cái xanh này. Anh chứ treo lên. Để rất được ba bàn. Ba bàn, bốn để bàn. Ba cái bàn, giống như là ngày nào mình cũng pha đi vậy đó. Xong này bờ đuổi đi mất. Người ta yên tĩnh quá, giờ ồn cái người ta đuổi đi mất. Hôm
nay nóng, em Su với em là trốn trong nhà không có ra. Mấy hôm nay vắng, đại gia đình của mình, cái hai vợ chồng sáng hôm nay quyết định làm gì làm với anh. Phải dành thời gian để tối nay, phải không em? Dạ. Mình lên gặp gỡ đại gia đình của mình một bữa, chứ còn 3-4 ngày rồi đó. Các bạn biết mấy ngày vừa rồi lễ lộc, rồi nhất là cái ngành nail. Thú thật với các bạn cũng bận rộn. Rồi thêm cái này nữa, nếu mà Bình Huỳnh nói ở đây thì hầu như là tất cả các anh chị em, rồi cô chú anh chị trong tiệm nail ai cũng biết. Vì sau cái lễ hay là trước cái lễ cũng vậy, anh chị em cố gắng làm hết sức mình ra. Rồi bắt đầu tới ngày lễ xong xuôi thì mỗi người thì có một công việc, gia đình dẫn con đi chơi, anh em đoàn tụ, có nhiều em phải đi qua tiểu bang khác để thăm ba mẹ, rồi có nhiều em phải đi thăm bạn bè người thân, cho nên mình cũng phải, cái đó là cái quy luật rồi các bạn. Đó, sau cái khi ngày lễ cũng vậy đó, là các em đều đi đó đi đây hết, cho nên cái trách nhiệm của Bình Huỳnh cũng hơi bị nặng, là mình phải làm quán xuyến công việc rồi chạy tới chạy lui, cho nên cũng hơi bị bận rộn về đó cả nhà. Nhưng mà qua cái lễ rồi thì từ từ thì nó sẽ ổn định trở lại. Mà làm trong ngành nail á, em biết sao không? Hôm qua sau cái ngày lễ, bây giờ tại sao các công dân viên chức làm việc chính phủ, cơ quan, hãng xưởng rồi đó em, họ nghỉ ngày thứ hai. Cho nên cái ngày hôm qua, cái ngày thứ hai đó rất là đắt khách. Bưu điện không, người ta ở nhà ở không, các bạn không biết làm gì nữa hết, vì chơi trong một ngày lễ mệt mỏi rồi, rảnh rỗi chạy ra làm nail, làm cái chân cho nó sướng khỏe sạch sẽ. Qua ngày thứ ba này là bắt đầu là lai rai thôi, chứ không có đắt hàng như cái ngày hôm qua. Đó là theo cái kinh nghiệm của Bình Huỳnh, mà hầu như là năm nào cũng vậy. Tự mình làm, tự mình khen, rồi tự mình ăn ngon. Nãy giờ anh chưa thử đó, bởi vì cái này ngon quá. Không, anh ăn cái này ngon, anh không thích này. Tự nhiên anh rồi, anh lơ cái đó. Để cho em. Nghe tham ăn ghê. Với lại em cũng biết, ốc anh cũng ít có. Biết có nhiều em nói làm sao, nói chú ơi, bữa nào đó chú chê cô nấu ăn bữa đi, hiểu không? Chê hoài à, các bạn ơi, đừng lo. Men. Đó, cho nên Bình Huỳnh nói tìm cái kẽ hở, tìm cái chỗ mà cái điểm dở của cô Năm để mà chê đó. Cứ miệt mài tìm chưa ra, nhưng mà hứa với các bạn sẽ có một ngày để cũng phải bị có lỗi à, đúng không em? Đó, dĩ nhiên rồi, làm sao không có được. Không còn gì bằng hết. Ngồi ngoài trời, nhất là chiều hồi trưa rất là nóng. Rồi cái bắt đầu cái từ chiều đổ lại đến bây giờ đó các bạn, thì gió thổi về, ngồi rất là mát. Xung quanh là chim hót liêu lo. Nó rất là thú vị và cuộc sống nó đơn giản vậy thôi. Cho hai cơ mảnh rất ra. Rất là đơn giản. Giờ cho nó ra chơi. Cho xuống lại. Chút xíu. Rồi, hai video của vợ chồng Bình Huỳnh đến đây thì cũng xin tạm ngưng đây rồi. Dạ, em hả? Thì trước khi vợ chồng Bình Huỳnh xin chào tạm biệt video, cho vợ chồng Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc hết tất cả đại gia đình của mình trong và ngoài nước một ngày mới thật là vui vẻ, một ngày mới thật là tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và trước khi chào tạm biệt ở đây thì Bình Huỳnh cũng có xin có một cái lời như thế này để chúc đến với đại gia đình của mình bên Việt Nam và dân tộc của mình Việt Nam. Thì mấy ngày liên tục, mấy tháng này Bình Huỳnh theo dõi về vấn đề bệnh dịch đó. Thì cái bệnh dịch càng ngày nó cũng càng thấy tình trạng nó càng thấy nguy hiểm. Cho nên Bình Huỳnh cũng yêu cầu hết đại gia đình của mình cũng như là tất cả mọi người cố gắng giữ khoảng cách,
rồi cố gắng tuân thủ trong những cái vấn đề khó khăn bệnh dịch chung này, để chung tay đập tan cái bệnh dịch này càng sớm càng tốt. Đúng rồi. Nên mong các bạn và bên nước nhà sẽ gặp được nhiều niềm vui mới, rồi mong rằng là bệnh dịch này sẽ qua nhanh, trở lại đi làm bình thường, trở lại công việc bình thường, trở lại đi làm bình thường. Em thấy như bây giờ như các chợ đầu mối tất cả các thứ cũng bị đóng cửa hết. Mà biết một cái những cái nguồn mà cung cấp từ rau quả tất cả các thứ ở từ ở dưới quê lên đó em, mà để cho người thành phố xài đó, mà nếu mà anh mong rằng là coi như là sớm mở lại để cho mọi người đều sinh hoạt bình thường. Xin chào tạm biệt đại gia đình nha. Yeah, bye bye.